Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, tp.photoshop.com. Thì hiện tại mình đang giữ trên tay một cuốn lịch thành phẩm mà mình có làm cái tutorial, ở cái tutorial hướng dẫn để mình thiết kế. Thì mình có để cái link cho các bạn đăng ký, là tức là khi các bạn cần in một cuốn lịch lẻ, in một cuốn á, thì các bạn có thể điền vô cái link của mình thì mình sẽ in và mình gửi tận nơi cho các bạn. Thì đây ở trên cái tay mình đang là cái cuốn lịch đầu tiên. Và nói đầu tiên là không đúng, nhưng mà đại khái là mình đã in khoảng cỡ hai ba cuốn, hai ba nơi khác nhau, hai ba xưởng. Thì ở cái cuốn cuối cùng này mình đang cầm trên tay á, thì mình cảm thấy đây là cái cuốn ok nhất. Bởi vì cái về cái chất lượng in cũng như là chất lượng giấy rồi số lượng các kiểu thì khá là ok. Như đây các bạn có thể thấy là một mặt thì mình đã làm chính xác giống như kiểu là ở trên cái thiết kế của mình á. Đó thì các bạn có thể thấy là cái chi tiết in rồi các thứ khá là ok, khá là nét, và hình thì khi chúng ta in nó cũng khá là ổn, nó không có bị vỡ như kiểu chúng ta in offset. Tại vì ở đây các bạn có thể thấy này, cái chất lượng báo mỗi giấy á, thì cái chất lượng in này á, thì mình sử dụng một cái đơn vị người ta chuyên sử dụng cái máy in là 11 màu, 11 màu chứ không phải là in offset, thành ra là cái chất lượng in khá là ok. Và các bạn có thể thấy là chất lượng giấy ở đây á, mình đang sử dụng cái giấy Ford, thành ra là cái độ bền và cái độ cứng nó rất là vừa phải, và nó không có bị quá thô hoặc là quá bóng, kiểu như là in offset, in trên giấy offset thì nó không ok lắm, cũng như là giấy Koch thì nó cũng không có được sang và nó hơi rẻ tiền chút xíu kiểu thế. Thì đây mình đang sử dụng giấy Ford kích thước là 15 x 22, và ở đây nếu như bạn nào mà các bạn không có biết thiết kế hay là các bạn lười làm cũng thế, thì các bạn có thể gửi hình cho mình thì mình sẽ thiết kế cho các bạn luôn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là ở đây lúc nào mình cũng sẽ làm hai mặt, tức là này sẽ có 13 tờ, tổng cộng là 12 tháng và một tờ là bìa đó. Thì cái lúc nào các bạn gửi cho mình á, thì mình cũng sẽ làm hai mặt, một mặt đó là hình của các bạn. Nếu như mà các bạn gửi cho mình luôn á, thì mình sẽ làm full hết là hình hết luôn, tức là nguyên cái hình này là full hết vào đây luôn chứ nó không có crop lại kiểu như này. Cho nên là tốt nhất á, nếu như các bạn gửi cho mình làm luôn á, tức là mình sẽ làm cái mặt sau này cho các bạn này, tại vì mặt sau này chúng ta sẽ có cái để chúng ta có thể nốt lại được ha. Nếu các bạn tự làm thì các bạn có thể làm được cái này. Các bạn thông cảm một cái chuyện là mình không thể làm từng hình mà cái nào cũng thêm hình như kiểu như này được, tại vì mình không có nhiều thời gian để mà mình ngồi, cũng như là cái công thiết kế này là mình làm free các bạn luôn, thành ra là các bạn thông cảm cái chuyện đó ha. Mình không thể là dành quá nhiều thời gian được, tại vì buổi sáng mình đi làm, buổi buổi chiều về thì mình mới ngồi mình xử lý những cái đơn hàng được. Rồi ở đây các bạn thể thấy là mình đã có 12 tờ ha, à, 13 tờ, 13 tờ tổng cộng. Thế thì một cuốn này giá nó sẽ là 200.000, bao gồm luôn cả giao hàng này, ship hàng tận nơi các bạn luôn, tức là không lấy phí ship hàng luôn nè, và mình sẽ bao gói các kiểu để nó khang trang đàng hoàng cho các bạn luôn. Thì các bạn thể cầm nguyên cái gói đó các bạn tặng cho người thân chẳng hạn thế. Thì giá một cuốn là 200.000 như mình nói hồi nãy đó, bao gồm tiền phí ship và phí thiết kế luôn nếu các bạn cần. Đây mình có làm hai mặt đó các bạn để thấy, nếu như các bạn gửi hình cho mình thì một mặt sẽ là hình và một mặt là lịch kiểu như thế này đó, chúng ta có thể note rất là thoải mái. Và bởi vì mình đã tìm những cái gọi là những cái xưởng in tốt nhất rồi, thành ra là các bạn cứ thoải mái về cái chuyện là chất lượng in kiểu như thế nào đó. Thì mình sẽ có cái link để kèm ngay ở trong cái bài post này, và các bạn click vô. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta gửi đơn, và mình và để gửi đơn để mà chúng ta tiến hành chúng ta in kiểu như thế nào ha. Rồi đây ví dụ như ở trên bài boss của mình á, thì các bạn có thể thấy là ví dụ như cái bài boss ở trên fanpage của mình, thì mình sẽ có post thêm một cái bài riêng về cái dịch vụ in lịch này. Tuy nhiên là nó sẽ có cái đường link kiểu như này luôn, thì các bạn chỉ việc click vô này. Thì ở trong cái đường link này á, thì các bạn chỉ việc điền những cái thông tin, ví dụ như là thông tin địa chỉ email này, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, số nhà, nhớ ghi rõ đây nha, tại vì mình sẽ gửi qua Viettel Post thì người ta sẽ tới tận nơi, và tỉnh thành phố nè, cái này đây chút, ví dụ như là nhà các bạn ở 42 Nguyễn Thái Bình, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thế thì đây các bạn để là 42 Nguyễn Thái Bình, quận nhất, dưới này thành phố Hồ Chí Minh, hoặc lặp lại cũng được, mình sẽ tự biết mình xử lý. Rồi ở đây các bạn chọn cái nào để cho nó dễ nha, ví dụ như là bạn muốn in bằng file thiết kế của bạn thì quá dễ rồi, các bạn thể coi cái tutorial hướng dẫn của mình á, thì bạn thể làm theo. Thì kích thước thì mình cũng đã có sẵn, cũng như là cái bộ số này nọ thì mình có sẵn ở trong cái tutorial đây rồi.
Còn nếu như các bạn mà lười hoặc là các bạn không rành về Photoshop, các bạn muốn in hình đơn giản thôi thì các bạn cũng cứ gửi hình qua cái bạn tích vào đây ha, đi ra hình giúp bạn này đó, mình nó hẳn là miễn phí. Thì đây các bạn sẽ điền nhiều page cái link download vào đây ha. Với cái link hình á, cái link hình của các bạn á, thì mình có nói đây này, tiến hành upload file của bạn. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng Media File này, Google Drive hoặc là Dropbox hay là F-Share hay là bất kỳ cái gì đó các bạn có thể up lên được, và nhớ nén nó lại nha. Nhớ nén 14 cái file giống như là trong cái tutorial hướng dẫn của mình á, thì mình có nói tới cái chuyện là các bạn nén lại á. Và nếu như bạn nào mà bạn cần mình design giúp á, thì các bạn cứ nén lại 10, nói chung là tốt nhất là 13 tới 15 file hình đi. Đó, hoặc là note luôn cho mình biết là hình nào bạn muốn làm tháng mấy, ví dụ là tháng 1 là hình nào, tháng 2 là hình nào, kiểu thế. Các bạn ghi hẳn tên lên trên cái file hình luôn thì mình sẽ hỗ trợ các bạn ha. Sau khi xong rồi các bạn thể điền cái link vào đây, ví dụ các bạn xài F-Share chẳng hạn vậy đó, sử dụng F-Share chẳng hạn vậy. Thì bạn up lên F-Share xong các bạn paste cái link download vào đây ha, để mình có thể tải cái bộ hình của các bạn về. Sau khi các bạn bấm gửi tiếp và bấm gửi rồi á, thì các bạn sẽ nhận được một cái email. Thì các bạn có thể vào email của các bạn để các bạn check ha. Thì trong cái email này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái thông tin để chúng ta thanh toán trước. Bởi vì các bạn thông cảm một chuyện là bởi vì cái này mình làm trên tư cách là cá nhân, thành ra là toàn bộ cái bộ hình á là có cái thiết kế riêng của các bạn luôn. Thành ra nếu như các bạn lỡ mà có ai mà trả về á, các bạn không nhận hàng, các bạn trả về á, thì lúc đó nó cũng hơi phiền. Hơi phiền tại vì mình giữ cái bộ lịch có hình của các bạn hay là có gấu, có hình gấu của các bạn thì mình cũng chả biết phải làm cái gì cả. Thì ra là các bạn thông cảm với chuyện là các bạn sẽ thanh toán trước 100% ha. Thì như mình có hướng dẫn thì các bạn cứ vào trong cái Gmail của các bạn, trong cái email của các bạn á. Nếu như ở trong cái inbox mà không có thì các bạn để tìm ở trong cái chương mail hoặc là cái spam mail á, thì các bạn có thể thấy cái link cái email mà mình gửi các bạn cái hướng dẫn thanh toán ha. Rồi thì đó là về cái review về cái cuốn lịch cũng như là cái cách để chúng ta gửi in hình ha. Thì mình nói là một bộ là 200.000 free luôn. Thì nếu như bạn nào có nhu cầu mà chúng ta muốn in nhiều hơn á, thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình để mình nắm thông tin, cũng như là các bạn nói chung là cứ inbox fanpage cho mình đi cho nó dễ nhất ha. Mình sẽ check inbox thường xuyên. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, đừng quên comment ngay phía dưới cái video này và mình sẽ giải đáp cho các bạn luôn. Ok ha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau.